Nghề làm YouTuber đôi khi cũng cân não khi phải liên tục suy nghĩ và đổi mới content để thu hút khán giả. Vậy thì hãy xem cách làm của anh chàng YouTuber sau đây khi tìm thấy cơ hội trong khó khăn. Khi bị bạn thân của mình cà khịa FA thì David Dobrik đã đi một mạch đến nhà để cầu hôn mẹ của bạn. Kết quả thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé! Câu chuyện bắt đầu khi Jason Nash, người bạn thân hơn tuổi của David và đồng thời cũng là một YouTuber có tiếng, trong một lần vui miệng đã cà khịa rằng: "Này Jason ạ, tao không tưởng tượng nổi mày mà có vợ thì sao luôn, vì tao tin chẳng ai trên cõi đời này thèm yêu mày." Vậy là chỉ sau 3 tiếng đồng hồ, kể từ lúc nói câu đó, anh chàng đã tiết lộ với 14 triệu người theo dõi trên YouTube của mình rằng sẽ bay thẳng một mạch đến Boston để cầu hôn mẹ của Jason. Tất nhiên là bà cụ vô cùng sững sờ, nhưng khi nghe được những lời tâm sự đầy ấm ức từ David, cũng như biết được đây chỉ là một trò đùa, thì cụ đồng ý luôn vì cũng muốn chơi thằng con trai già đầu của mình một vố. Thế là David và mẹ của Jason ngay lập tức tổ chức hôn lễ ở Las Vegas, rồi cùng nhau đi hưởng trăng mật ở hòn đảo Hawaii mộng mơ. Sau đó cặp đôi mới thông báo cho Jason biết rằng thằng bạn thân không con nào thèm lấy giờ đã trở thành bố mình, theo luật. May cho Jason rằng trò đùa này đã chính thức kết thúc khi mà David thông báo với mọi người rằng cuộc hôn nhân này không hề hạnh phúc và họ sẽ ly dị sau một tháng làm vợ làm chồng. Pha cầu hôn chơi khăm đỉnh cao của David đã giúp cho anh chàng hốt được 6,8 triệu view cho video cầu hôn của mình.